Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kệ khai kinh: Phật pháp rộng sâu rất nhiều màu, trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu. Con đã nghe thấy chuyên trì tụng nguyện tỏ Như Lai nghĩa nhiệm màu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh Bồ Tát Anh Lạc quyển 10, phẩm 29. Hiền thánh tập hợp đông đủ. Bây giờ Bồ Tát Thẩm Đế liền rời chỗ ngồi đứng dậy, đến trước Đức Phật cung kính thưa: Kính bạch Thế Tôn, con cũng xin được nhận lãnh việc nêu giảng thông suốt về các hành thanh tịnh của sáu pháp Ba La Mật. Đức Phật bảo Bồ Tát Thẩm Đế: Nếu Bồ Tát có thể nhận lãnh được việc ấy, thì ở trước Như Lai cứ lần lượt nêu bày. Bồ Tát Thẩm Đế thưa với Đức Phật: Kính bạch Thế Tôn, như có các vị đại Bồ Tát tu tập sáu pháp Ba La Mật thanh tịnh, cùng tu tám pháp môn giới cấm của chư Phật, thì các hàng thiện nam thiện nữ ở nơi sáu pháp Ba La Mật đã đạt được đầy đủ các hành thanh tịnh. Bồ Tát tịnh ý thưa với Đức Phật: Như có các hàng thiện nam thiện nữ muốn kính lễ chư Phật Thế Tôn trong mười phương, thọ lãnh phân theo giáo pháp được truyền dạy để phụng hành tu tập. Như vậy là các hàng thiện nam thiện nữ ấy ở nơi sáu pháp Ba La Mật đã đạt được đầy đủ sự thanh tịnh. Bồ Tát Na La Diên thưa với Đức Phật: Như có các hàng thiện nam thiện nữ đoạn trừ các thứ kết xử, không còn bị cấu nhiễm, như thế là đã ở nơi sáu pháp Ba La Mật có được đầy đủ sự thanh tịnh. Bồ Tát Tịnh Pháp Giới thưa với Đức Phật: Nếu có các hàng thiện nam thiện nữ lãnh hội được tính chất như nhiên của pháp tánh, không hủy hoại các cửa đạo pháp, như vậy là đã ở nơi sáu pháp Ba La Mật có được đầy đủ sự thanh tịnh. Bồ Tát Thiện Giải Huyễn thưa với Đức Phật: Như có các hàng thiện nam thiện nữ nhận rõ được tám pháp ở thế gian, xua trừ mọi nẻo vinh nhục, như thế là ở nơi sáu pháp Ba La Mật đã có được đầy đủ sự thanh tịnh. Bồ Tát Quá Lượng thưa với Đức Phật: Như có các hàng thiện nam thiện nữ ở nơi đại chúng chuyện bánh xe chánh pháp vô thượng, ba nghiệp thân khẩu ý luôn được thâu phục, không hề dưới một niệm nào khác, như thế là ở nơi sáu pháp Ba La Mật đã có được đầy đủ sự thanh tịnh. Bồ Tát Pháp Tạng thưa với Đức Phật: Lãnh hội bốn pháp định không, dứt mọi tưởng về ta người, tư duy và pháp giới không hủy hoại gốc của trí tuệ, đó gọi là ở nơi sáu pháp Ba La Mật đã có được đầy đủ sự thanh tịnh. Bồ Tát Tâm Tịnh thưa với Đức Phật: Như có các hàng thiện nam thiện nữ thu giữ được căn mắt không giấy thức tưởng, các căn tai mũi thân khẩu ý là cũng như vật như thế, đó là ở nơi sáu pháp Ba La Mật đã có được đầy đủ sự thanh tịnh. Đại tướng sư tử thưa với Đức Phật: Chúng sinh mà bị chìm đắm nơi cõi tối tăm, đem ánh sáng giác ngộ hiện ra khắp nơi để khiến họ nhận biết và hướng về đạo pháp, như thế là ở nơi sáu pháp Ba La Mật đã có được đầy đủ sự thanh tịnh. Bây giờ có vị Bồ Tát tên là Tuệ Nhãn hỏi Bồ Tát Văn Thù Xá Lợi: Thế nào gọi là đại Bồ Tát thâu phục được thân khẩu ý, không hủy hoại đến tính của giới luật, ở nơi sáu pháp Ba La Mật đã có được đầy đủ sự thanh tịnh? Bồ Tát Văn Thù Xá Lợi đáp lời hỏi của Bồ Tát Tuệ Nhãn: Này Bồ Tát Tuệ Nhãn, các vị đại Bồ Tát đã lãnh hội được pháp không, dứt mọi tưởng về ta bố thí sẽ được phước báo, như thế là ở nơi sáu pháp Ba La Mật đã có được đầy đủ sự thanh tịnh. Bồ Tát Tuệ Nhãn lại hỏi: Kính thưa vị Tộc Thánh Tử, thân sắc của Đức Như Lai với đầy đủ các đức, 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, thân ống màu vàng trồng, như vậy đó là phước báo hữu tưởng hay phước báo vô tưởng? Bồ Tát Văn Thù Xá Lợi đáp: Sắc thân của Đức Như Lai là phước báo hữu tưởng, pháp thân của Như Lai là phước báo vô tưởng. Bồ Tát Tuệ Nhãn lại hỏi: Bố thí dứt mọi tham cầu, khiến trong tâm được thanh tịnh, dứt trừ tưởng chấp, nó đạt được đạo quả lớn. Nếu sáu pháp Ba La Mật chẳng phải là phước báo vô tưởng, thì làm sao thành tựu được phước báo của pháp thân? Bồ Tát Văn Thù Xá Lợi đáp: Này vị Tập Thánh Tử, ý ông nghĩ sao? Sắc thân của Như Lai là có chăng hay là không chăng? Bồ Tát Tuệ Nhãn thưa: Như bậc Tộc Thánh Tử vừa nêu, sắc thân của Như Lai là hữu báo, chẳng phải là vô báo. Theo sự quan sát của tôi về thân của Đức Như Lai là chẳng phải hữu báo, cũng chẳng phải vô báo. Bồ Tát Văn Thù Xá Lợi lại hỏi Bồ Tát Tuệ Nhãn: Thế nào là thân của Như Lai chẳng phải hữu báo, cũng chẳng phải vô báo? Bồ Tát Tuệ Nhãn đáp: Thân của Như Lai ấy là gồm đủ các thứ công đức, sắc tướng kỳ diệu trang nghiêm, chiêm ngưỡng không hề biết chán. Những người được trông thấy hình tướng ấy, thảy đều phát tâm cầu đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, đó gọi là phước báo của sắc thân. Còn thế nào là sắc thân của Như Lai là vô báo? Kính thưa vị Tộc Thánh Tử, Như Lai thì hiện ở đời giáo hóa đã trọn vẹn, hình thành tiềm ẩn giải thoát trọn, không hề có sự thay đổi. Nhất tướng vô hình, không có gì có thể hủy hoại,
Đó gọi là xác thân của Như Lai là vô báo. Bây giờ Bồ Tát Văn Thù Sĩ Lợi lại hỏi Bồ Tát Vệ Nhãn: Này vị tập tánh tự, ý ông nghĩ sao? Hình tướng của Đức Như Lai là chẳng thể nghĩ bàn. Vậy là do có hình tướng mà vô báo hay là do không hình tướng mà vô báo? Bồ Tát Tuệ Nhãn đáp: Thân của Như Lai ấy hoặc có hình tướng mà vô báo, hoặc không hình tướng mà vô báo. Thế nào là có hình tướng mà vô báo? Như Lai vô thượng chánh đẳng chánh giác ở đời đã giáo hóa vô lượng chúng sinh, tại đời chứng được đạo quả, đạt đến nẻo nẻo đường vô vi giải thoát. Đó gọi là sắc thân của Như Lai có hình tướng mà vô báo. Còn thế nào là không hình tướng mà vô báo? Như về sắc thân của Đức Như Lai tại thế gian, giáo hóa muôn loài, biến hiện các thứ thần thông để thuyết giảng giáo pháp xong, thì đối với cõi Niết Bàn vô chư đã chọn lấy việc nhập Bát Niết Bàn. Đó gọi là sắc thân của Như Lai không hình tướng mà vô báo. Lúc này Bồ Tát Văn Thù Sĩ Lợi nhận biết tâm niệm của nhiều vị trong chúng hội còn có sự hồ nghi, chưa có thể thông đạt về tánh chất hữu báo vô báo, nên lại hỏi Bồ Tát Tuệ Nhãn: Này vị tập tánh tử, sắc thân của Như Lai như huyễn như hóa, làm sao ở trong pháp huyễn hóa ấy mà có hữu báo vô báo? Tất cả chúng sinh đạt được pháp tánh như đạo quả thanh tịnh, bây giờ các đối tượng được nhãn thức thu giữ, làm sao ở nơi nẻo tính của chúng sinh ấy mà được vô báo? Lại hỏi tiếp Bồ Tát Tuệ Nhãn: Sắc thân của Đức Như Lai là chẳng thể nghĩ bàn, thuyết pháp viên mãn thì tịch nhiên diệt độ, không sinh già bệnh chết, để lìa bỏ thân xác không còn nhận lấy thân hình nữa. Nhất tướng vô tướng đều chẳng thể nhận thấy, dù phương tiện thuyết giảng giả hiệu cũng không chân thật. Như Lai ấy cũng không là Như Lai, cũng không Phật, làm sao dùng nẻo vô vi để cho rằng sắc thân của Như Lai là vô báo? Bồ Tát Văn Thù Sĩ Lợi lại hỏi: Này vị tập tánh tử, sắc thân của Như Lai là phước báo vô vi, Niết Bàn cũng là phước báo vô vi, vậy là một hay khác nhau? Giả sử là một thì cũng không Như Lai, làm sao có vô báo? Nếu nói có hai thứ phước báo vô vi, thì sắc thân của Như Lai chẳng phải là phước báo Niết Bàn. Bây giờ Bồ Tát Tuệ Nhãn đáp lời Bồ Tát Văn Thù Sĩ Lợi: Gốc không có Đức Phật, Đức Như Lai vô thượng chánh giác, giới sắc thân với bốn đại duyên hợp, ở trong pháp hiện tại cũng là hữu báo cũng là vô báo, Niết Bàn tịch diệt hoàn toàn, đó là vô báo. Bồ Tát Tuệ Nhãn nói tiếp: Như chúng sinh thực hiện sáu pháp ba la mật, nếu người bố thí không có tưởng về mình bố thí, cũng lại không thấy có người nhận sự bố thí ấy, thì đó chính là đã thực hiện đầy đủ pháp bố thí ba la mật. Là như có người thân giữ giới đầy đủ, không hề hủy phạm hủy hoại đối với giới luật, cũng không còn thấy có sự trì giới ấy, đó chính là ở nơi giới đã thực hiện đầy đủ pháp trì giới ba la mật. Bồ Tát Tuệ Nhãn nói: Như có các hàng tỳ nam tỳ nữ, tôi tu tập pháp nhẫn nhục, có kẻ khinh mạng mình nhưng không hề giấy kiêu mạng, cũng không khởi niệm thấy có sự nhẫn nhục ấy, đó chính là đã thực hiện đầy đủ pháp nhẫn nhục ba la mật. Và có các hàng tỳ nam tỳ nữ dốc sức tinh tấn tu tập 16 hành của bậc giác ngộ, nhưng không hề thấy có người tinh tấn tu tập ấy, đó chính là đã thực hiện đầy đủ pháp tinh tấn ba la mật. Bồ Tát Tuệ Nhãn bảo Bồ Tát Văn Thù Sĩ Lợi: Như có các hàng tỳ nam tỳ nữ thô phục tâm ý nhập định nhận rõ ba thứ quán, chứ không hề thấy có người thực hiện pháp định ý ấy, với việc tâm thức đi đến vô lượng thế giới trong mười phương để kính lễ cúng dường chư Phật và hết thảy các pháp như huyễn hóa, đó gọi là đã thực hiện đầy đủ pháp thiền định ba la mật. Bồ Tát Tuệ Nhãn bảo Bồ Tát Văn Thù Sĩ Lợi: Như các hàng tỳ nam tỳ nữ nêu giảng thông suốt về pháp giới vô lượng của Như Lai, nhãn thức thanh tịnh chẳng thể nghĩ bàn, mà mỗi đều phân biệt tẩy là không có chỗ có. Như tai nghe âm thanh biết rõ từ chỗ nào đến, mũi ngửi mùi hương cũng rõ từ đâu lại, lưỡi nếm các vị cũng rõ từ nơi nào tới, mà mỗi đều phân biệt nhận rõ là không thực có. Tâm thức luôn nhận rõ các pháp thần túc vô lượng của Như Lai, đó gọi là đã thực hiện đầy đủ pháp trí tuệ ba la mật. Bồ Tát Tuệ Nhãn bảo Bồ Tát Văn Thù Sĩ Lợi: Lại có pháp định ấy tên là pháp môn vô tận. Đại Bồ Tát đạt được pháp môn vô tận ấy thì có thể vượt qua hẳn ba thừa, thành tựu đạo quả Bồ Tát. Lại có pháp môn quan sát. Đại Bồ Tát đạt được pháp môn này thì có thể quan sát pháp giới không trụ ở địa thứ hai. Lại có pháp môn sắc tượng. Đại Bồ Tát đạt được pháp môn đó thì có thể thành tựu được pháp tạng vô tận của Như Lai. Lại có pháp môn không thoái chuyển. Đại Bồ Tát đạt được pháp môn ấy thì có thể chuyển các pháp thanh tịnh không còn thấy có hình sắc nữa. Lại có pháp môn quản tế, Đại Bồ Tát đạt được pháp môn này thì luôn giáo hóa cứu độ chúng sinh chẳng hề vì bản thân mình. Lại có pháp môn Phật phổ tướng, Đại Bồ Tát đạt được pháp môn này thì sẽ luôn
tuôn những trận mưa pháp cam lồ làm nhuần đượm hết thảy muôn loài. Lại có pháp môn chư Phật cảnh giới, Đại Bồ Tát đạt được pháp môn đó thì luôn thuyết giảng rõ các pháp về tánh chân như vi diệu. Là có pháp môn hiệu giáo, Đại Bồ Tát đạt được pháp môn ấy thì có thể làm trang nghiêm quốc độ, dẫn tới mọi thành tựu. Lại có pháp môn vô đẳng, Đại Bồ Tát đạt được pháp môn ấy thì sẽ phân biệt nhận rõ và nẻo diệu nghĩa thâm sâu của Như Lai. Lại có pháp môn pháp yếu, Đại Bồ Tát đạt được pháp môn này thì có thể nói giảng thông suốt các pháp chẳng thể nghĩ bàn của Đức Như Lai. Là có pháp môn thiện căn, Đại Bồ Tát đạt được pháp môn đó thì sẽ phân biệt rõ các căn, hoàn toàn lìa bỏ năm đường. Lại có pháp môn ảo hóa, Đại Bồ Tát đạt được pháp môn ấy thì sẽ phân biệt rõ, nhận rõ được các pháp rộng lớn vô tận. Lại có pháp môn nhiếp hành, Đại Bồ Tát đạt được pháp môn này thì sẽ nhận rõ các cố nghĩa của các pháp không hình tượng. Lại có pháp môn xứng khả. Đại Bồ Tát đạt được pháp môn này thì liền có thể làm xuống mãn các pháp hư tưởng. Lại có pháp môn nhất đắc ý, Đại Bồ Tát đạt được pháp môn này thì các căn lành được tuần tục, có được bốn pháp vô ý. Lại có pháp môn pháp hải, Đại Bồ Tát đạt được pháp môn ấy thì có được đầy đủ các nghiệp lành, không hề rời tánh giác ngộ. Lại có pháp môn quan diễm, Đại Bồ Tát đạt được pháp môn này thì sẽ thể hiện khắp ánh sáng giác ngộ để diễn giảng chánh pháp vô tận. Lại có pháp môn thần thúc, Đại Bồ Tát đạt được pháp môn đó thì sẽ vô hóa rộng khắp các cõi nhưng không nhiễm đắm nơi ba đường. Lại có pháp môn nhật nguyệt quang minh, Đại Bồ Tát đạt được pháp môn ấy thì có thể soi sáng khắp các chốn khổ não để cứu độ chúng sinh. Lại có pháp môn vô sinh, Đại Bồ Tát đạt được pháp môn ấy thì có thể dùng phương tiện để dẫn dắt giáo hóa đưa đến bờ bến giác giải thoát. Lại có pháp môn vô cực tuệ, Đại Bồ Tát đạt được pháp môn này thì sẽ vượt khỏi mọi ràng buộc trong ba cõi, cũng không còn thấy có sự hóa độ. Lại có pháp môn trí sinh, Đại Bồ Tát đạt được pháp môn này thì có thể thông tỏ nơi chốn quy hướng của các pháp. Lại có pháp môn vô trước, Đại Bồ Tát đạt được pháp môn này thì sẽ dùng ánh sáng trí tuệ xua trừ mọi nẻo tối tâm. Lại có pháp môn căn nguyên, Đại Bồ Tát đạt được pháp môn này thì sẽ nhận rõ bốn pháp với các hành chẳng thể nghĩ bàn. Lại có pháp môn nhân duyên, Đại Bồ Tát đạt được pháp môn này thì sẽ phân biệt nhận rõ về gốc của 12 hành si mê lầm lạc. Là có pháp môn đạo tuệ, Đại Bồ Tát đạt được pháp môn ấy thì luôn hội đủ pháp tánh của ba bậc Như Lai. Là có pháp môn nhẫn trí, Đại Bồ Tát đạt được pháp môn này thì sẽ an tọa nơi gốc cây Bồ Đề hàng phục các loài ma. Là có pháp môn hoằng thệ, Đại Bồ Tát đạt được pháp môn ấy thì không lìa bỏ chúng sinh để chọn lấy sự diệt độ. Lại có pháp môn khổ hạnh, Đại Bồ Tát đạt được pháp môn này thì có thể hiện nhiều thứ lương thực với đầy đủ các hành. Lại có pháp môn độc bộ, Đại Bồ Tát đạt được pháp môn này thì sẽ tự hiện bày các nét kỳ diệu đặc biệt không ai có thể sánh được. Lại có pháp môn tâm tịnh, Đại Bồ Tát đạt được pháp môn này thì sẽ dứt trừ tâm cố ấy, không còn nơi chốn nào làm cho nhiễm vướng. Lại có pháp môn cứu cánh, Đại Bồ Tát đạt được pháp môn ấy thì sẽ khiến cho mọi chúng sinh ra vào được nẻo chánh yếu của đạo pháp. Là có pháp môn vô dục, Đại Bồ Tát đạt được pháp môn ấy thì luôn dứt trừ mọi thứ tham đắm, không còn tâm niệm nhiễm đắc chấp. Lại có pháp môn pháp xứ, Đại Bồ Tát đạt được pháp môn ấy thì luôn biểu lộ lòng từ bi đối với muôn loài, không rời bỏ nguyện gốc của mình. Là có pháp môn đạo nghiệp, Đại Bồ Tát đạt được pháp môn ấy thì sẽ nhận rõ các căn đứng vững trên pháp con người. Là có pháp môn tâm bất chuyển, Đại Bồ Tát đạt được pháp môn ấy thì sẽ khiến cho những người phát tâm Bồ Đề luôn được đứng vững, không còn thoái chuyển. Là có pháp môn pháp tạng, Đại Bồ Tát đạt được pháp môn ấy thì trí tuệ giác ngộ luôn được thanh tịnh, nhận lấy đạo quả chứng đạt được. Là có pháp môn hóa đạo, Đại Bồ Tát đạt được pháp môn ấy thì luôn phát huy tâm vô sinh, không còn thấy có sự chuyển biến trở lại. Là có pháp môn pháp an lạc, Đại Bồ Tát đạt được pháp môn ấy thì luôn có được quốc độ trang nghiêm, chúng sinh thanh tịnh. Là có pháp môn thân ảo, Đại Bồ Tát đạt được pháp môn ấy thì sẽ hòa nhập vào pháp tạng sâu xa, có được đủ để bảy giác ý. Lại có pháp môn vô ý, Đại Bồ Tát đạt được pháp môn ấy thì sẽ ở yên nơi các pháp để thuyết giảng về các hành của bậc giác ngộ. Lại có pháp môn trừ cấu, Đại Bồ Tát đạt được pháp môn này thì sẽ luôn an định nơi các pháp, không còn bị tham nhiễm đắm. Lại có pháp môn tịnh hành,
Đại Bồ Tát đạt được pháp môn ấy thì sẽ nhận rõ ba nẻo không, vô tướng, vô nguyện, là có pháp môn pháp thân. Đại Bồ Tát đạt được pháp môn ấy thì sẽ phân biệt rõ hết thảy các pháp hành không, dứt sạch nhiễm đắm, là có pháp môn pháp lực. Đại Bồ Tát đạt được pháp môn này thì sẽ có được trí tuệ lớn lao, thấu tỏ cõi không vô lượng, là có pháp môn vô ngại. Đại Bồ Tát đạt được pháp môn ấy thì công việc diễn giảng truyền bá đạo pháp không hề bị ngăn ngại, là có pháp môn đại từ. Đại Bồ Tát đạt được pháp môn này sẽ khiến cho mọi người tâm niệm đạo từ bi, dứt trừ vọng tưởng, lại có pháp môn đại bi. Đại Bồ Tát đạt được pháp môn ấy thì sẽ cứu độ dứt sạch mọi khổ nạn, không hề dấy sinh phiền não. Lại có pháp môn hỷ tâm. Đại Bồ Tát đạt được pháp môn này thì sẽ xua trừ tâm giận dữ sân hận. Lại có pháp môn hộ tâm. Đại Bồ Tát đạt được pháp môn ấy thì sẽ nhận rõ các pháp bất nhị của bốn thánh đế. Lại có pháp môn quản thế. Đại Bồ Tát đạt được pháp môn ấy thì sẽ dứt trừ ba tưởng không còn phân biệt tôi ta. Lại có pháp môn thần thông. Đại Bồ Tát đạt được pháp môn này thì sẽ du hóa đến khắp vô lượng thế giới trong mười phương, là có pháp môn vô tận. Đại Bồ Tát đạt được pháp môn này luôn nhận rõ diệu nghĩa cùng tu tập ba cú pháp. Lại có pháp môn thanh tịnh. Đại Bồ Tát đạt được pháp môn này thì sẽ dứt trừ hết mọi lỗi lầm của khẩu nghiệp, không hề dấy mười điều ác. Lại có pháp môn thập lực. Đại Bồ Tát đạt được pháp môn này thì tâm được giữ vững như kim cương, không có gì có thể hủy hoại được. Là có pháp môn vô lượng thiện căn. Đại Bồ Tát đạt được pháp môn này thì liền có thể đạt đầy đủ thần lực của Như Lai. Là có pháp môn Như Lai hành diệt. Đại Bồ Tát đạt được pháp môn này thì không còn giấy tưởng phân biệt tôi ta, ta người thọ mạng. Là có pháp môn tức ý. Đại Bồ Tát đạt được pháp môn này thì sẽ vĩnh viễn dứt trừ mọi khổ của chúng sinh, của chúng lão bệnh tử. Là có pháp môn tăng ích. Đại Bồ Tát đạt được pháp môn này thì các công đức tốt đẹp ngày một tăng trưởng. Là có pháp môn hoan hỷ. Đại Bồ Tát đạt được pháp môn này thì sẽ khiến cho những người khao khát ngưỡng mộ chánh pháp có được dồi dào pháp bảo. Là có pháp môn vô nộ. Đại Bồ Tát đạt được pháp môn ấy thì sẽ dứt trừ tâm vướng mắc tham chấp, không còn dấy các tưởng điên đảo. Là có pháp môn hy vọng. Đại Bồ Tát đạt được pháp môn ấy thì sẽ giúp cho chúng sinh thành tựu được hành gốc của ba pháp. Là có pháp môn vô niệm. Đại Bồ Tát đạt được pháp môn này thì sẽ khiến cho hết thảy chúng sinh dứt niệm về ba độc. Là có pháp môn pháp nghĩa. Đại Bồ Tát đạt được pháp môn ấy thì sẽ làm phát sinh các pháp môn, các pháp luôn theo đúng thứ lớp. Lại có pháp môn tốc tật. Đại Bồ Tát đạt được pháp môn này thì sẽ nhận rõ cội nguồn, thực hiện thành tựu đúng theo nẻo đạo. Là có pháp môn tư duy. Đại Bồ Tát đạt được pháp môn này thì sẽ quan sát trong ngoài, nhận rõ mọi thứ bất tịnh. Lại có pháp môn hương luân, hương huân. Đại Bồ Tát đạt được pháp môn ấy thì sẽ tùy theo hình tướng mà nhân hóa thích hợp, không còn thấy có người hóa độ. Lại có pháp môn hiểu liễu. Đại Bồ Tát đạt được pháp môn ấy thì sẽ phân biệt mọi âm hưởng để chọn lấy mà hóa độ. Lại có pháp môn vô ngã. Đại Bồ Tát đạt được pháp môn ấy thì sẽ lãnh hội thấu đáo các pháp là không không thực có. Lại có pháp môn thiền trụ. Đại Bồ Tát đạt được pháp môn này thì thệ nguyện lớn luôn được kiên cố, tâm không hề lay chuyển, là có pháp môn vô số thân. Đại Bồ Tát đạt được pháp môn ấy, mỗi mỗi đều phân biệt nhận rõ không còn thấy có giới hạn nơi chúng sinh, là có pháp môn thiện nhập. Đại Bồ Tát đạt được pháp môn này cho có thể hóa độ hết thảy chúng sinh, cùng tiến đến hội nhập pháp luật. Là có pháp môn pháp tự tại. Đại Bồ Tát đạt được pháp môn này thì có thể gánh vác mọi sự việc của chánh pháp, không hề cảm thấy hổ thẹn khi phải tham vấn những hàng thấp kém. Lại có pháp môn tịnh diệu. Đại Bồ Tát đạt được pháp môn ấy thì có thể du hóa đến khắp các cõi Phật không chút khiếp nhược. Lại có pháp môn vô lữ. Đại Bồ Tát đạt được pháp môn này, tâm luôn tự an vui với cảnh tịch tỉnh, không làm nhiễu hại người khác. Lại có pháp môn vô lượng công đức. Đại Bồ Tát đạt được pháp môn ấy thì quyến thuộc được thành tựu đông đúc, có được phước báo tốt đẹp. Là có pháp môn phóng quang minh. Đại Bồ Tát đạt được pháp môn này thì có thể tỏa chiếu khắp mọi nơi chốn tối tăm. Là có pháp môn vô khi. Đại Bồ Tát đạt được pháp môn ấy thì mọi hành của khẩu nghiệp luôn được đầy đủ, không phạm bốn thứ lỗi lầm. Là có pháp môn khuyến đức. Đại Bồ Tát đạt được pháp môn này thì luôn thương xót những hạng thua kém, ban phát các pháp trước sinh tử. Là có pháp môn y bằng. Đại Bồ Tát đạt được pháp môn ấy thì sẽ khiến cho mọi chúng sinh nhận ra nẻo hướng về. Là có pháp môn bạc tế.
Đao thác đạt được pháp môn ấy thì công đức luôn được tăng thêm, tâm thanh tịnh như hư không. Lại có pháp môn vô tế. Đại Bồ Tát đạt được pháp môn này thì không còn thấy có người được hóa độ thành tựu đạo quả. Lại có pháp môn đẳng hành. Đại Bồ Tát đạt được pháp môn ấy thì sẽ có được các thứ trí tuệ, nhận rõ tính chất mênh mông không cùng tận. Lại có pháp môn bình đẳng. Đại Bồ Tát đạt được pháp môn này không hề thuyết giảng các đạo pháp với nhiều thứ thừa. Lại có pháp môn nhất ý. Đại Bồ Tát đạt được pháp môn ấy thì không còn thấy có người phát tâm nhất hướng về đạo. Lại có pháp môn hư không. Đại Bồ Tát đạt được pháp môn ấy thì sẽ nhập các pháp định, tâm ấy luôn được tập trung thu giữ. Lại có pháp môn nhiên xí. Đại Bồ Tát đạt được pháp môn ấy thì sẽ diễn giảng rộng khắp tất cả các pháp không cùng tận. Lại có pháp môn phân biệt pháp giới. Bồ Tát đạt được pháp môn này mà mỗi phân biệt nhận rõ mọi nẻo hân khởi của pháp giới. Lại có pháp môn việt cảnh giới. Bồ Tát đạt được pháp môn này sẽ luôn dốc tâm cứu giúp mọi kẻ mê lầm, đưa họ đến bờ giác ngộ. Lại có pháp môn cứu cánh. Bồ Tát đạt được pháp môn này sẽ không còn thấy có nơi chốn cất chứa cất và làm phát sinh ra các pháp. Lại có pháp môn tịnh quán. Bồ Tát đạt được pháp môn ấy chẳng còn thấy có chúng sinh nhận biết các pháp thanh tịnh. Lại có pháp môn mãn túc. Bồ Tát đạt được pháp môn này sẽ không còn thấy còn lấy số lượng các kiếp cho là xa xôi đối với hiện tại. Là có pháp môn xuất yếu. Bồ Tát đạt được pháp môn này sẽ thực hiện hết tại các trí tuệ không hề giấy tưởng chấp về các pháp. Là có pháp môn xuất sinh. Bồ Tát đạt được pháp môn này thì có thể làm phát sinh ý nghĩa thâm diệu của hết tại các pháp. Là có pháp môn lợi căn. Bồ Tát đạt được pháp môn này sẽ lãnh hội nhanh chóng nẻo hướng tới đạo đúng vẫn không hề tái chuyển. Là các pháp môn thứ đệ, Bồ Tát đạt được pháp môn ấy thì sẽ giúp tu tập các pháp, không làm mất những điểm cốt yếu từ gốc. Là có pháp môn pháp tướng, Bồ Tát đạt được pháp môn này thì sẽ phân biệt nhận rõ mỗi hình tướng của các pháp. Là có pháp môn vô hình tướng, Bồ Tát đạt được pháp môn này đối với tại các pháp như luôn hiện có trước mắt. Là có pháp môn kiếp số, Bồ Tát đạt được pháp môn này thì sẽ chấp nhận khổ hạnh, không xa lìa sinh tử. Là có pháp môn đạo hành, Bồ Tát đạt được pháp môn này thì sẽ tư duy về năm hành quán tưởng các pháp bất tịnh. Là có pháp môn thâm nhập, Bồ Tát đạt được pháp môn này thì sẽ hội nhập vào chiều nghĩa sâu xa của pháp bảo vô tận. Là có pháp môn hóa đạo, Bồ Tát đạt được pháp môn này thì sẽ dốc tâm nuôi dưỡng hết thảy các loài chúng sinh. Là có pháp môn lai vãng, Bồ Tát đạt được pháp môn ấy thì sẽ dốc sức giáo hóa chúng sinh khắp mọi nơi chốn không hề biến rẽ. Là có pháp môn thành tựu, Bồ Tát đạt được pháp môn này thì đạt quả được thành tựu không rời bỏ năm nẻo luân hồi. Là có pháp môn triệt chiếu, Bồ Tát đạt được pháp môn ấy thì sẽ dốc tâm ý thực hiện các pháp định, dứt sạch hết mọi tưởng chấp. Là có pháp môn vô lượng, Bồ Tát đạt được pháp môn này thì chốn hành hóa các pháp luật, các pháp thật và thành hỷ bàn. Lại có pháp môn Như Lai thiền định, Bồ Tát đạt được pháp môn này thì hiện tại sẽ dốc tu tập vô lượng các hành không. Là có pháp môn ưng hướng, Bồ Tát đạt được pháp môn ấy thì sẽ thực hiện đầy đủ các thể nguyện, hoàn toàn dứt trừ mọi tưởng chấp. Lại có pháp môn biến hóa, Bồ Tát đạt được pháp môn này thì sẽ phân thân biến hóa nhiều hình tướng theo sở nguyện độ sinh của mình. Là có pháp môn vô khuyết giảm, Bồ Tát đạt được pháp môn này thì sẽ dốc dứt trừ mọi vọng niệm nơi ý tưởng của chúng sinh. Là có pháp môn thâm đạt lai vãng, Bồ Tát đạt được pháp môn này thì nơi mọi lỗ chân lông trên thân tướng đều hiện rõ thế giới chúng sinh. Là có pháp môn vô hình, Bồ Tát đạt được pháp môn ấy thì sẽ giáo hóa pháp giới vô hình thanh tịnh. Là có pháp môn vô ngại, Bồ Tát đạt được pháp môn này thì sẽ giúp khiến cho vô lượng chúng sinh xa lìa chốn bốn nẻo vô thường. Là có pháp môn khổ âm, Bồ Tát đạt được pháp môn ấy thì sẽ khiến cho mọi chúng sinh bị lôi cuốn trong vòng khổ não, được vĩnh viễn xa lìa mọi thứ trói buộc tham đắm. Là có pháp môn tập âm, Bồ Tát đạt được pháp môn này thì giúp khiến các chúng sinh bị trói buộc vướng chấp sẽ hoàn toàn liền bỏ được mọi đầu mối của sự ràng buộc đó. Lại có pháp môn tầng âm, Bồ Tát đạt được pháp môn ấy thì sẽ khiến cho chúng sinh còn trong vòng hữu tận đạt đến cảnh giới niết bàn vô tận. Lại có pháp môn đạo âm, Bồ Tát đạt được pháp môn này thì sẽ không hề giấy tâm với 62 thứ phiền não có nhiễm. Lại có pháp môn uy nghi, Bồ Tát đạt được pháp môn ấy thì mọi nẻo sinh hoạt đi đứng tới lui không hề làm mất uy nghi phép tắc. Là có pháp môn chân
tánh, Bồ Tát đã được pháp môn này thì luôn nhận biết rõ đám quyến thuộc không hành sở thấp hèn, là có pháp môn trực thị. Bồ Tát đã được pháp môn ấy thì luôn phân biệt năm ấm để giác hướng đến đạo pháp, là có pháp môn thiên hành. Bồ Tát đã được pháp môn này thì có thể đi đến các cõi trời người, tu tập pháp gốc thanh tịnh, là có pháp môn nhân hành. Bồ Tát đã được pháp môn này thì sẽ dễ dàng đi vào nơi chúng sinh cõi người, khuyến khích dẫn dắt để hóa độ họ, là có pháp môn súc sinh hành. Bồ Tát đã được pháp môn này thì sẽ tùy theo hình tượng của đối tượng mà đi vào giáo hóa tài khiến quy về nẻo đạo pháp, là có pháp môn ngạ quỷ. Bồ Tát đã được pháp môn này thì sẽ khuyến dẫn đối tượng dứt trừ tham lam, lìa bỏ mọi mong cầu, là có pháp môn địa ngục. Bồ Tát đã được pháp môn ấy thì sẽ hiện thân vào cõi đó để hóa độ, khiến họ đều phát tâm hướng về nẻo thiện. Bây giờ Bồ Tát tuệ nhãn ở nơi trước Phật bèn đọc bài tụng: Dứt chấp sạch mọi cấu, không nhiễm đôi ba cõi, hương đức tỏa khắp chốn, pháp môn vô cùng tận, 800 hành sáu độ, bậc Thế Hùng nêu rõ, thấu đạt tâm chúng sinh, ý hướng đều chẳng đồng, gốc các đức vô lượng, quyền biến hiện thế gian, khéo đã bày chánh pháp, vượt đến bờ giải thoát. Hôm nay bậc đại từ diễn giảng pháp vô cùng, hằng xa Phật quá khứ, thuyết giảng pháp như nay, tu năm đức nẻo phước, hàng phục mà kẻ mê vọng, sắc thân vô thân báo, chư Phật kho thâm diệu, do báo chẳng hữu báo, ta niết bàn tự không, chúng sinh tự giải niệm, tâm dự báo phô báo, hành chất tưởng phân biệt, tư duy nẻo Như Lai, chẳng sinh chẳng vô sinh, nên hợp đạo Bồ Tát. Thuyết pháp chẳng có pháp, cũng không tưởng chúng sinh, tưởng lạc trừ tưởng khổ, sinh diệt hằng tịch tỉnh, âm phước tự nhiên hợp, như hư không rộng mở, một niệm thành chánh giác, phước báo xuất hiện tại, vương thống lĩnh trời người, chân lý không cùng tận, nhập định hiện phi thường, trọn quy gốc tịch diệt, tâm đạo chẳng ở trong, cũng lại chẳng ở ngoài, tưởng khổ từng ấy niệm, mong rõ cội nguồn đạo, trong ngàn định tư duy, đời đời chưa hề dứt, ý buộc nên tâm dừng, tưởng loạn từ đâu giấy. Bồ Tát nẻo hành hóa, pháp môn đều không đồng, như cầu pháp vô lượng, nên nơi chúng sinh cầu, các pháp tự nhiên sinh, nẻo tuệ không chất chứa, tìm sinh gốc vô sinh, nào có cội nguồn pháp, đi chứa qua trăm kiếp, tu tuệ không lười trễ, tám nẻo hành thành tựu, nên hiệu nhân trung tôn, hữu báo chẳng hữu báo. Cũng chẳng tướng xuất thân, dùng các trí trang nghiêm, hiện thân hóa độ đời, trong ngoài ánh vàng rồng, âm vang thật nhu hòa, giáo pháp thuyết cứu đời, người nghe tẩy được độ, còn như ánh đom đóm, từ chiếu tỏ ít nhiều, Phật nhập chiếu đại thiên, còn chẳng còn nẻo tâm tối, há đem chút sương mai tăng thêm nước sông biển, nói y thần của Phật lên thuyết nẻo Bồ Tát. Bồ Tát phóng tuệ sáng, trừ cõi tối muôn loài, nhổ sạch gốc mê lầm, đạo thánh hiền trước mặt. Phẩm 30, ba đường ba thừa. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo Tôn giả Xá Lợi Phất: Tôn giả, hãy xem Bồ Tát tuệ nhãn ấy đã đạt được bốn pháp biện tài, các trí tự tại, tâm ý tu tập an định, đã ở nơi giữa đại chúng diễn giảng thông suốt về các pháp thâm diệu của Bồ Tát. Vì Bồ Tát đó như chẳng còn lâu nữa sẽ thành bậc chánh chánh giác chăng? Tôn giả Xá Lợi Phất thưa với Đức Phật: Kính bạch Thế Tôn, hạ thập văn chúng con kiến thức còn ít ỏi, sao có thể lường tính nổi hết các pháp thâm diệu của bậc đại giác ngộ? Kính mong Thế Tôn hãy giảng giải rộng khắp các giáo pháp cần hóa độ, để cho các vị trong chúng hội thể được nghe các điều trọng yếu. Đức Thế Tôn bảo Tôn giả Xá Lợi Phất: Vậy thì Tôn giả hãy lắng nghe và khéo nghĩ nhớ, nghĩ ngợi ghi nhớ. Ta sẽ vì Tôn giả mà nêu giảng tường tận về các pháp cốt yếu. Tôn giả Xá Lợi Phất thưa: Kính bạch Thế Tôn, con xin lắng nghe. Đức Phật bảo Tôn giả Xá Lợi Phất: Về phương Tây Bắc, cách cõi này 14 hàng xa quốc độ, có một cõi Phật tên là Chúng Trí Tự Tại. Đức Phật ở cõi ấy hiệu là Tuệ Đạo Như Lai, Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, 10 tôn hiệu gồm đủ. Đức Phật Như Lai ấy, ngay từ lúc mới phát tâm Bồ Đề, đã phát thệ nguyện rộng lớn không bờ bến, vượt cả các bậc giác ngộ đã từng thọ ký cho Đức Phật ấy. Đức Như Lai tuệ đạo phát thệ nguyện lớn lao như thế này: Chúng tôi thành Phật, đạo quả Phật để Phật Đà, dứt lìa mọi nẻo sinh tử, không ở nơi chốn ồn tạp náo nhiệt đầy năm thế uế trược cấu nhiễm, khiến cho quốc độ của tôi luôn được thanh tịnh,
ta đã được thành Phật đều khiến cho những người theo hầu đều thành tựu đạo quả. Nam nữ đều cách biệt, dứt hết mọi tâm tham dục. Đức Phật từ đạo còn phát nguyện sẽ khiến cho tất cả chúng sinh ở quốc độ của tôi đều có hào quang cùng chiếu tỏa sáng. Không có ánh sáng của tinh tú của mặt trời mặt trăng. Dùng bảy thứ châu báu như thủy tinh, lưu ly, sa cừ, mã đảo, ngọc trai, hổ phách và vàng bạc để trang nghiêm cõi nước ấy, sẽ khiến cho quốc độ của tôi cùng có chung một thứ nước uống như sữa, có một ao tắm gội lớn rộng như bốn cõi thiên hạ. Các loài chim quý như hồng nhạn, vịt trời, uyên ương, thân thảy đều bằng bảy thứ châu báu, tiếng hót vang ra cùng hòa hợp, đem lại sự vui thích. Về mặt đông của ao tắm kia có chỗ tiếp giáp với nguồn nước trải rộng đến 1.000 chỗ tuần. Các mặt nam, tây bắc của ao ấy cô đều tiếp giáp với nguồn nước trải rộng đến 1.000 chỗ tuần. Nơi chính giữa ao tắm có một tòa cao làm bằng bảy thứ châu báu tự nhiên xuất hiện. Mỗi bề dài, rộng, cao đều bằng 1.000 chỗ tuần. Hết thảy các vị Bồ Tát Đại Thừa đã vô số, vô lượng, vô cùng tận hàng xa quốc độ, từng an tọa ở gốc cây Bồ Đề, dứt trừ hoàn toàn mọi thứ phiền não trói buộc tâm ý, hàng phục chúng ma thành tựu đạo quả vô thượng. Liền nội trong một ngày, thể đều vân tập đến quốc độ ấy, nợ tới nơi ao tắm kia, bước lên tòa bảy báu để giải nói về các pháp đại thừa, giới hành không thoái chuyển. Những người cùng theo pháp đại thừa, phát thệ nguyện rộng lớn, để cùng đến quốc độ của tôi, khiến cho quốc độ này không còn phân biệt những người tu tập đại thừa, vốn là các vị Bồ Tát, các vị Bích Chi Phật hay các vị Thanh Phật. Đức Phật bảo Tôn giả Sa Đại Phật, hiện nay Bồ Tát tuệ nhãn ấy, giới tâm đại thừa kiên cố không gì có thể hủy hoại được, sẽ sinh về cõi đó mà thành bậc chánh giác, giáo hóa chúng sinh vô cùng tận. Thọ mạng của chân chúng ở quốc độ đó đều như nhau, không có những kẻ giữa chừng mạng yếu. Muốn biết thọ mạng ở cõi ấy thì cũng như vô lượng các cõi Phật khác, chỉ có chúng sinh nam nữ thì không như cõi Phật A Di Đà, thể đều đắc đạo. Bây giờ Tôn giả Sa Lợi Phất nghe Đức Phật nói về điều lạ lùng chưa từng có, khiến cho hết thảy các vị trong chúng hội thấy mang lòng hồ nghi, liền rời chỗ ngồi đứng dậy để trần vai bên phải, đến trước Đức Phật quỳ mọp đầu gối bên phải, chạm sát đất, chắp tay cung kính thưa: Kính bạch Thế Tôn, nay nghe Đức Như Lai diễn giảng về hành chẳng thoái chuyển của pháp đại thừa, chẳng người đi theo ủng hộ đại thừa tạo thành quốc độ cho mình, con mong muốn được nghe giảng giải rõ thế nào là Bồ Tát Đại Thừa, thế nào là Bích Chi Phật Đại Thừa, thế nào là Thanh Văn Đại Thừa. Đức Phật bảo Tôn giả Sa Lợi Phất, ba thừa của Bồ Tát có ba phẩm, ba thừa của Bích Chi Phật cũng có ba phẩm, ba thừa của Thanh Văn cũng vậy. Này Tôn giả Sa Lợi Phất, những gì là ba thừa của Bồ Tát, nay ta sẽ nêu để Tôn giả có rõ. Có Bồ Tát Đại Thừa, có Bồ Tát Bích Chi Phật Thừa, có Bồ Tát Thanh Văn Thừa, có, đó gọi là ba thừa của Bồ Tát. Lại nữa này, Tôn giả Sa Lợi Phất, ba thừa của Bích Chi Phật ấy, tức có Bích Chi Phật Đại Thừa, có Bích Chi Phật Duyên Giác Thừa, có Bích Chi Phật Thanh Văn Thừa, đó gọi là ba thừa của Bích Chi Phật. Này Tôn giả Sa Lợi Phất, ba thừa của Thanh Văn, tức có Thanh Văn Đại Thừa, có Thanh Văn Bích Chi Phật Thừa, có Thanh Văn Vô Trước Thừa, đó gọi là ba thừa của Thanh Văn. Tôn giả Sa Lợi Phất lại thưa với Đức Phật, kính bạch Thế Tôn, thế nào là Bồ Tát Đại Thừa? Đức Phật bảo Tôn giả Sa Lợi Phất, những quốc độ sẽ được sinh đến của Bồ Tát Tuệ Nhãn là cảnh giới của Đức Như Lai Tuệ Đạo. Nếu có các vị Đại Bồ Tát phát tự nguyện rộng lớn, tâm không ham thích các pháp nhỏ như sở nguyện ở cả trên, thì thấy được sinh ở quốc độ của Đức Tuệ Đạo Như Lai. Tôn giả sẽ là Phật lại thưa với Đức Phật, kính bạch Thế Tôn, thế nào là Bồ Tát Bích Chi Phật Thừa? Đức Phật bảo Tôn giả sẽ là Phật, về phương Tây Bắc cách cõi này 14 hàng xa quốc độ. Lại qua 14 hàng xa quốc độ nữa, có một cõi Phật tên là Tịnh Thái. Đức Phật ở cõi ấy hiệu là Vô Động Như Lai, Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, mười tôn hiệu gồm đủ. Quốc độ ấy luôn thanh tịnh, không có tham dâm, giận dữ, si mê, trên dưới đều khiêm cung, thuận hợp, giúp tu tập các pháp thanh tịnh hư tịch. Chúng sinh ở cõi ấy đều cùng tu tập một hạnh, theo đều xuất gia tu học Vô Thượng Chánh Giác. Tu đều giác ngộ bình đẳng, cảnh giới của Đức Phật ấy có một ao tắm rộng lớn, như một thế giới của Phật. Bốn mặt đông nam tây bắc của ao tắm đó đều trải rộng đến 100.000 vạn cho tuần. Các vị Bồ Tát tu tập theo đại thừa Bích Chi Phật đã đều sinh ở quốc độ ấy. Đoạn ao tắm rộng lớn đó có nhiều loài chim kỳ lạ, đến hàng chục hàng trăm thứ vui đùa nhảy nhót, lại có vô số
hương xông tỏa khắp mọi nơi chốn, trong số các thứ cây báu tươi tốt cho hoa quả thơm ngon tinh khiết. Còn có nhiều thứ hoa quý nơi ao ấy, như hoa ưa bát liên, hoa bát đầu ma, hoa có vật đầu, hoa phân đà lợi. Nơi chính giữa ao to có một tòa cao làm bằng bảy thứ châu báu, trải rộng trên dưới hơn cả một thế giới chúng sinh. Hết thảy các bậc thánh hiền đều ở nơi tòa cao này. Này tôn giả Xá Lợi Phất, như thế là quốc độ của Đức Phật ấy không có các hàng Bồ Tát Đại Thừa, chỉ có hàng Bồ Tát Bích Chi Phật Thừa, đều là do sở nguyện từ đời trước mà được sinh vào cõi này, đều nhận ra 37 phẩm đạo pháp, cùng nhau tạo sự an lạc để diễn giảng giáo pháp khắp mọi nơi chốn. Này vị tập thánh tử, đó gọi là trú xứ của Bồ Tát Bích Chi Phật Thừa, chẳng phải chốn của hàng Bồ Tát Thanh Văn Thừa có thể đạt đến. Bây giờ Đức Thế Tôn vì Tôn giả Xá Lợi Phất đọc bài kệ Như Lai vượt nghĩ bàn, các pháp đều thù thắng tại Bồ Tát Đại Thừa, quốc độ cũng đề khác. Hiện Thánh Bích Chi Thừa hợp khắp cùng một vị, quyền hiện cùng giáo hóa, diễn khắp pháp vô lượng. Âm thanh tịnh nêu bày, bình đẳng không hai tâm, do bạn nguyện đời trước nên sinh quốc độ ấy. Ở tòa cao bảy báu, sấm rền vang ba cõi, đều hóa độ vô lượng, tự nhiên hợp giáo pháp, chẳng vướng gốc sinh tử, chẳng mang tưởng buồn vui, chẳng chấp hành không có, chẳng tính gốc ngọn không. Này tôn giả thu tử, muốn rõ Bích Chi Thừa, quốc độ Phật tôn hiệu, nêu bày, nên nêu bày như thế. Bây giờ tôn giả sẽ lại phát lại thôi với Đức Phật. Kính bạch Thế Tôn, Như Lai vô thượng chánh đẳng chánh giác đã dùng tướng lưỡi rộng lớn với thần khẩu để diễn giảng về hàng Bồ Tát Đại Thừa và Bồ Tát Chuyển Giác Thừa đã được gồm đủ. Để còn muốn được nghe nói về hàng Bồ Tát Thanh Văn Thừa với nẻo hành hóa của phép tắc ra sao? Đức Phật bảo Tôn giả Xá Lợi Phất, về phương Tây Bắc, các cõi này 24 hàng xa quốc độ, lại vượt qua 24 hàng xa quốc độ nữa, có cõi Phật tên là Mao Khổng Quang. Đức Phật ở cõi ấy hiệu là Pháp Quán Như Lai Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, 10 tôn hiệu gồm đủ. Quốc độ ấy luôn thanh tịnh, hết thảy mọi chúng sinh đều đạt đủ bốn pháp định không, thần tốt biến hóa hơn cả các bậc hiện thánh. Quốc độ ấy cũng có ao tắm rộng lớn như đã nêu trên không khác, thầy đều cho sở nguyện từ đời trước mà được sinh nơi quốc độ đó, nên đều cả bỏ râu tóc, mặc lấy pháp phục là ca sa, tu tập đủ sáu pháp độ không, vô tướng vô nguyện. Vô lượng chúng sinh được hóa độ là không thể tính kể hết được. Ở cõi ấy các vị Bồ Tát Thanh Văn Thừa đông đảo hơn các vị Bồ Tát Nhất Sinh Bổ Xứ nơi quốc độ của ta. Sở dĩ như thế là vì hiện nay các vị Bồ Tát đó đã được quả vị A Duy Nhan Nhất Sinh Bổ Xứ, trải qua trăm kiếp giáo hóa, thể đều khiến cho mọi chúng sinh hướng về cửa đạo pháp, mà mỗi đều thành tựu đứng vững không hề thoái chuyển. Cũng không bằng hàng Bồ Tát Thanh Văn Thừa ở quốc độ của Đức Như Lai Pháp Quán, chỉ trong một ngày giáo hóa tế độ chúng sinh, số lượng này còn gấp trăm ngàn vạn ức lần nhiều hơn trước, không thể dùng thí dụ để so sánh. Bây giờ Đức Thế Tôn vị Bồ Tát Xá Lợi Phất lại đọc bài tụng thanh tịnh như vàng rồng, cũng như trăng trong ao, uy nghi giới luật đủ, nên quốc độ, nên sinh quốc độ ấy. Đại Thánh Hiền Quán Pháp Quán, xưa chứa vô lượng hạnh, nhân rõ tuệ hư không, tâm chánh dứt mọi tưởng, thuyết pháp độ chúng sinh, một hội hàng xa số, thể đều thành tựu đủ Bồ Tát Thanh Văn Thừa. Ta xưa từng phát tâm, khổ hạnh chẳng thể lường, chẳng cùng nhau chuyến ấy, vô cõi năm trục này, nay tuy thành Phật Đạo, thân túc đều tồn tại, muốn được đến cõi đó đâu dễ ta tới được. Cảnh giới Phật khác nhau, hành nguyện cũng chẳng đồng, muốn tạo được duyên ấy, sao không sớm phát nguyện? Đức Thế Tôn vì Tôn giả Xá Lợi Phất nói xong bài kệ ấy, bấy giờ nơi tòa ngồi có đến trăm ức na thuật chư thiên và chúng nhân, thấy đều phát tâm với thần nguyện rộng lớn, vô thích mong muốn được sinh lên cõi Phật của Đức Như Lai Pháp Quán, sẽ được làm Bồ Tát Thanh Văn Thừa. Ở quốc độ của Đức Như Lai ấy không có Bồ Tát Đại Thừa, không có Bồ Tát Bích Chi Phật Thừa, chỉ có hàng Bồ Tát Thanh Văn Thừa. Các vị ấy thể sinh nơi quốc độ đó cùng tạo sự an lạc, đều là do sở nguyện từ đời trước mà được phước báo ấy. Bây giờ Tôn giả sẽ lại phát lại thôi với Đức Phật. Kính bạch Thế Tôn, nay được nghe Đức Như Lai thuyết giảng về hàng đại Bồ Tát Đại Thừa, Bồ Tát Bích Chi Phật Thừa và Bồ Tát Thanh Văn Thừa, tất cả chúng sinh thể đều vui thích tin tưởng thọ nhận phụng hành. Bây giờ xin Đức Như Lai thuyết giảng về Bích Chi Phật Bồ Tát Đại Thừa,
Bích Chi Phật Duyên Giác Thừa và Bích Chi Phật Thanh Văn Thừa, để chúng con và mọi người cùng được lãnh hội tâm khỏi hồ nghi. Đức Thích Tôn bảo, Tôn giả Xá Lợi Phất, Tôn giả hãy cố gắng lắng nghe và suy nghĩ và ghi nhớ, ta sẽ cùng Tôn giả và mỗi phân biệt rõ. Tôn giả Xá Lợi Phất thưa, kính bạch Thế Tôn, chúng con xin vâng lời. Đức Phật bảo Tôn giả Xá Lợi Phất, cách xa cõi này và phương Tây Bắc trải qua 44 hàng xa quốc độ, có cõi Phật tên là Lôi Hống. Đức Phật ở cõi ấy hiệu là Như Ý Như Lai, vô thượng chánh đẳng chánh giác, 10 tôn hiệu gồm đủ. Quốc độ ấy hết sức thù thắng đặc biệt, để do 7 thứ châu báu tạo thành, chúng sinh đều hiền hòa thông đạt các pháp biện tài, trí tuệ rộng lớn như biển. Ngôn ngữ luôn chân thật, mọi sự việc được nêu bày đều thanh tịnh, do giữ gìn giới luật nên các pháp đều được thành tựu không hề có sự chống đối lẫn nhau. Quốc độ này cũng có ao tắm rộng lớn, giống như các ao đã nêu ở trước. Ở giữa ao tắm có đó có một tòa kim cái sư tử làm bằng 7 thứ châu báu, cao rộng có thể nhìn thấu hết thảy các cõi chúng sinh. Tất cả hàng mấy chư Phật Bồ Tát Đại Thừa đã đầu sinh ở quốc độ ấy đều cùng cung kính thuận hợp, không mang lòng cao ngạo kiêu mạn, mọi nẻo gốc tạo duyên đều không trái với tạ nguyện, thần túc tự tại, thọ mạng trụ thế, thật là hằng hà sa số. Bây giờ Đức Thế Tôn, vị Tôn giả Xá Lợi Phất mà nói bài tụng hư không chẳng tận cùng, hành thanh tịnh mỗi khác, tâm như tuệ gốc không, chốn cõi bậc duyên giác Bồ Tát Thừa do sơ phát tâm được, hào quang tự trang nghiêm, chẳng phướng hàng giỏi kém, lìa trọn mọi khổ não, các pháp tướng không thiếu, nên từ vô số đời tu tập đạt quả Phật. Chánh pháp như hư không, bốn đại không tâm không tạo nhân, tan hợp trong giây lát, vô sinh chẳng khởi diệt, thân người nhiều lo lắng, duyên tạo mọi buộc chấp, cõi ấy tịnh nhiên định, thoát mọi thứ khổ hoạn, như khiến cho muôn loài tinh tấn trồng công đức. Nhằm đạt pháp dứt khổ, nên nguyện sinh cõi ấy, chính khiến Phật ấy nhớ, muốn đến quốc độ ta, không duyên không giới tưởng, trọn chẳng tới cõi đó. Sở dĩ cõi chư Phật mọi mỗi đều riêng khác, do nguyện phát đời trước nếu hóa độ không đồng, nghĩa thần diệu biện tài nêu rõ nhầm chức nghi, biện hợp như tiếng đáp, bốn pháp ấy thầy đủ. Như muốn được thành tựu nguyện với cõi Phật ấy, người phát thệ nguyện lớn chí vững vàng kiên cố. Đức Thế Tôn vị Tôn giả Xá Lợi Phất nói xong bài kệ ấy, bấy giờ đã tọa ngồi có tới 7 vạn tỳ kheo vốn cầu pháp tiểu thừa đã dứt sạch lậu, đạt được đạo quả. Lúc này thể đều chuyển ý nguyện được sinh ở quốc độ ấy để trở thành hàng Bích Chi Phật Bồ Tát Đại Thừa. Là có vô số chư thiên chúng nhân đạt được đạo quả Tu Đà Hoàn. Bây giờ Tôn giả Xá Lợi Phất thưa với Đức Phật, kính bạch Thế Tôn, được nghe Đức Như Lai nói về hàng đại Bồ Tát với ba đường ba thừa, cậu được nghe giảng về niệm Bích Chi Phật Bồ Tát Đại Thừa, tất cả các vị trong chúng hội không ai là không vui mừng lãnh hội, công đức gồm đủ và thiện tâm phát sinh. Nay muốn được nghe Đức Thế Tôn nói về niệm Bích Chi Phật Thừa, với mọi ý nghĩa ra sao cũng là nhằm khiến cho chúng sinh tâm được rộng mở, thức tỉnh. Đức Thế Tôn bảo Tôn giả Xá Lợi Phất, về phương Tây Bắc, cách xa cõi này đến 84 hàng xa quốc độ, là vượt qua số lượng ấy có cõi Phật tên là Thanh Lưu Ly. Đức Phật ở cõi ấy hiệu là Thân Tướng Như Lai, vô thượng chánh đẳng chánh giác. 10 tôn hiệu gồm đủ. Quốc độ này hết sức rộng lớn, không hề có mọi câu yếu xấu ác, hình thái bằng phẳng hài hòa không bị ngăn ngại, cũng có ao tắm trong lành phi diệu. Nơi giữa ao có tòa cao làm bằng 7 thứ châu báu, tòa ấy cao rộng trang nghiêm đẹp đẽ, trải dài đến khắp cõi chúng sinh. Các vị đạt quả Bích Chi Phật thừa đã đều hiện có nơi quốc độ ấy, giáo hóa chúng sinh khắp mọi nơi chốn, giảng luận các pháp thâm diệu và những hành tụ thắng. Những người phát nguyện muốn sinh về quốc độ ấy thể đều được thỏa mãn đúng với tâm nguyện, không hề bị trở ngại chữ chừng. Bây giờ Đức Thế Tôn với Tôn giả Xá Lợi Phất mà đọc bài tụng tâm ý thức cùng hướng, ý giữ chẳng hề động, não nguyện gốc đưa dẫn nên sinh cõi Phật ấy, chư đức như hàng xa nhằm dứt cội sinh tử, tánh thường định gốc không, niết bàn vui thanh tịnh, Bích Chi duyên giác thừa, tâm vẫn không bờ bến, cõi lâu lây tịnh diệu, thân tướng như lai ngự, mặc như đó hoa sen hương sơn khắp tỏa khắp cõi, chẳng thọ đạo quả khác,
đạt giải thoát viên mãn. Cõi Phật thật vô cùng, nẻo độ chẳng lường tính, chuẩn hợp mọi bất chi, tiếp pháp nêu diệu nghĩa. Rõ không, chẳng có không, chỉ hướng chẳng thoái chuyển, hành vượt nẻo thần tiên, nên hiệu bất tri thừa, phàm giúp đạt thâm diệu, hành như lai dứt chấp. Thế nên cùng phát nguyện thành Phật diệt mọi nạn, chúng sinh thường trung hạ, nẻo tâm thật chẳng đồng, chỉ nên thâu phục ý, đạo quả tự nhiên đạt. Đức Thế Tôn vì tôn giả Xá Lợi Phất nói xong bài kệ này, bấy giờ có đến 70.000 vị tỳ kheo theo đều phát theo nguyện rộng lớn, mong được sinh nơi cõi Phật ấy. Đã có các vị Bồ Tát từng hành hóa, đồ tát vô số chúng nhân, du thích mong muốn được trông thấy được trở lại thân tướng vô thượng chánh đẳng chánh giác, cùng với các vị Bích Chư Phật ở quốc độ ấy. Bấy giờ, Đức Thế Tôn biết được tâm niệm của những chúng sinh ấy, liền phóng hào quang từ đỉnh tướng tỏa chiếu khắp quốc độ của Đức Phật đó, như hạt ngọc minh châu, để nơi lòng bàn tay tỏa sáng rực rỡ. Ánh hào quang ấy tỏa chiếu soi rõ quốc độ của Đức Như Lai thật tướng là hết sức thanh tịnh không chút câu ế, đúng là cõi của bậc đại giác ngộ. Thế rồi Đức Thế Tôn thu hồi ánh hào quang trở về định tướng. Các vị Bồ Tát thể đều vui mừng như sực tỉnh vì tầm mắt đã được mở rộng, liền rồi chúng ngồi đứng dậy đến trước Đức Phật cung kính đảnh lễ ngang chân Phật và thưa: Hôm nay đội ơn bậc đại giác ngộ đã nói bày khắp sự biến hóa của đạo pháp, nhờ ánh hào quang thần diệu ấy mà chúng con đều được trông thấy quốc độ của Đức Như Lai thật tướng. Chúng con mong được sau khi lìa bỏ thân mạng này, nguyện sinh về cõi thanh lưu ly của Đức Như Lai thật tướng. Đức Thế Tôn liền nói với chúng Bồ Tát: Này các vị tập tánh tử, các vị hãy phát tâm với tâm nguyện rộng lớn sâu xa kiên cố hơn nữa. Các vị thể đều được sinh về thế giới ấy, mà con đức được thành tựu và cùng thành đạo quả Phật Đà Cả. Các vị Bồ Tát nhận thấy đã được Đức Phật thọ ký xong nên cùng cung kính đảnh lễ ngang chân Phật rồi trở lại chỗ ngồi của mình. Lúc này tôn giả Xá Lợi Phất thưa với Đức Phật: Kính bạch Thế Tôn, nay được nghe Đức Như Lai thuyết giảng về hàng Bồ Tát Đại Thừa, Bồ Tát Bích Chi Phật Thừa, Bồ Tát Thanh Văn Thừa, Bích Chi Phật Bồ Tát Thừa, Bích Chi Phật Thừa, tất cả các vị trong chúng hội đã đều thành tựu tín tâm đạt được đạo quả, nhưng chưa được nghe Đức Như Lai nói về Bích Chi Phật Bồ Tát Thanh Văn Thừa. Kính mong Đức Thế Tôn khai mở nêu giảng theo đúng lúc mà phát triển, khiến cho các vị nơi chúng hội cũng được thông tỏ. Bây giờ, Đức Thế Tôn bảo tôn giả Xá Lợi Phất: Về phương Tây Bắc cách xa cõi này, 1.700.000 hằng sắc quốc độ, có một cõi Phật tên là Hân Hiển. Đức Phật ở cõi ấy hiệu là Quảng Diệu Như Lai, chư thượng chánh đẳng chánh giác, 10 tôn hiệu gồm đủ, hiện tại đang thuyết pháp hóa độ như độ chúng nhân. Thế giới của Đức Phật đó hết mực tịnh diệu, các đức viên mãn, chỉ hướng đều đồng, không hề có sự chống đối trái nhau, vốn tâm vô lượng luôn thể hiện đều khắp, tương xót đối với tất cả chúng sinh, gió đủ khắp mọi nơi chốn, không hề xa lìa hạnh phúc, đem lại sự hưng tịnh cho chánh pháp. Do sự biến hóa của các pháp thần túc, quốc độ ấy cũng có ao tắm rộng lớn, dùng 7 thứ châu báu trang nghiêm, chứa nhiều thứ ánh sáng rực rỡ cùng tỏa chiếu, khiến người xem không hề biết chán. Trong ao lớn lại có nhiều thứ hoa quả quý lạ, với mùi hương thơm, song tỏa chẳng thể diễn tả hết được. Nơi chính giữa ao có một tòa cao là bằng 7 thứ châu báu, trải rộng cả bút đến tận cõi Phạm Thiên. Tất cả các bậc đại thánh thời đều phân tập đông đủ nơi quốc độ này, để tuyên giảng thông suốt về 6 pháp ba la mật của Như Lai. Trí tuệ lãnh hội thể hiện không hề xa lìa gốc 16 pháp về kho tàng tâm diệu hữu thắng của Như Lai, mỗi mỗi đều thông đạt như luôn có mặt nơi hiện tại. Chúng sinh ở cõi đó không có 3 thứ độc là tham dâm, giận dữ, si mê, có các nẻo tà kiến. Ao tắm rộng ở quốc độ ấy có một cái mang tên là tận cấu, cái kia tên là thọ chứng. Nhưng có các vị Bồ Tát tâm nguyện gốc luôn kỳ cố, tâm ý thanh tịnh thì được sinh vào quốc độ đó, với các căn trong lành. 6 tuần đầy đủ thể đều đi đến nơi ở tấm kia để tự thể hiện mọi sở cầu của mình. Khi từ nơi ao lên bờ thì mọi phiền não bụi bặm thấy dứt sạch, thành bậc Bích Chi Phật Bồ Tát Thanh Văn Thừa, thành tựu đạo giác ngộ vô thượng. Các tướng tại trang nghiêm chiêm ngưỡng thân tướng không hề chán, tất cả đều do bản nguyện từ đời trước mà được đạo quả, được chứng đạt thành tựu như thế. Bây giờ Đức Thế Tôn vì Bồ Tát, vì tôn giả Xá Lợi Phất mà nói bài tụng: Tâm vì gốc các hành và giác độ muôn loài, thể lớn tự hoàn tất, dư ý thành chánh giác, quên không chẳng vướng hình, dứt trừ tâm tưởng vọng, xu hình buộc ba cõi, đạo giác tự nhiên thành, Phật gốc tu tuệ không, vượt mọi nẻo bỉ thử,
diệt hết tâm trước sau, từ đó thành đạo quả. Nay sinh chẳng sau sinh, giả hiệu thành tên gọi, người do lầm pháp huyễn, đắm chìm mãi vực sâu. Cõi hương hiện tình diệu, chư thánh đều phân tập, Đức Như Lai quảng diệu, giáo hóa nơi cõi ấy. Tâm Phật luôn an định, chí vẫn không hề lay, hành dứt đạt quả thực, nên được ao, được sinh trong đó. Ao nước đủ tám vị, người uống dứt mọi lo, mọi trói buộc tự mở, liền đạt đạo vô thượng. Biết chi thanh văn thừa, công đức thật vô tận, như ý không phân tán, liền ứng hạnh Như Lai. Hào quang tiếp độ người, giảng giảng nghiệp công đức, tâm tịnh như ngọc sáng, không bị nhiễm bụi dục. Quốc độ ấy kỳ diệu, các hành không nghĩ bàn. Như muốn đạt được nguyện, ta trước chưa hề nghi, ta sẽ hỗ trợ ông, oai thần ủng hộ thân, cho giấy ý biến trễ, mà sau hối vô ích. Xưa từ vô số kiếp, chẳng gặp bậc thánh hiền, một mất gốc niệm người, tìm lại thật là khó. Đức Thế Tôn đã bị tôn giả Xá Lợi Phất nói xong bài kệ ấy. Bấy giờ nơi tòa ngồi có tới 7.000 vị cư sĩ tẩy lìa tâm, lìa bỏ tâm ý kiêu mãn cao ngạo, không còn tham đắm cảnh vinh hoa. Tự nhiên tự nghiêm khắc thống trách mình: chúng ta vì si mê lầm lạc nên mãi tham đắm nơi cõi thế tục quá lâu, nên mới được nghe chánh pháp sâu xa cốt yếu của Đức Như Lai. Thế rồi các vị cư sĩ liền rời chỗ ngồi đứng dậy, đến trước Đức Phật cung kính đảnh lễ ngang chân Phật. Xong thì thầy cùng phát tâm với tâm nguyện lớn rằng: chúng có nguyện mong muốn được sinh về quốc độ ấy. Kính bạch Thế Tôn, với thần lực sẵn có sẽ tiếp độ cho chúng con, không khiến cho người cùng thể nguyện nửa chân bị trở ngại. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo các vị cư sĩ: các vị đã phát đạo tâm thật là khó có được, ta sẽ ấn chứng cho các vị thành tựu đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Các vị cư sĩ nghe Đức Phật đã thọ ký cho mình, liền rời chỗ ngồi đứng dậy, đi vòng quanh chỗ Đức Phật 3 vòng, rồi cung kính đảnh lễ Phật và trở lại chỗ ngồi cũ. Lúc này tôn giả Xá Lợi Phất thưa với Đức Phật: kính bạch Thế Tôn, nay được nghe Đức Như Lai vô thượng chánh giác đã thuyết giảng về các vị đại Bồ Tát giác các hành của 3 đường 3 thừa. Đức Như Lai cũng lại giảng về các hành nơi 3 đường 3 thừa của hàng Bồ Tát Bát Chư Phật. Các vị nơi chúng hội này được nghe chánh pháp ấy, tại đều phát nguyện tu tập đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, tuần theo nhất hướng để hành hóa, không hề đánh mất cõi gốc, thực hiện các Phật sự với các pháp giảng tại nghĩa bàn. Nhưng chưa được nghe Đức Như Lai giảng về hàng Bồ Tát thanh văn với các hành của 3 thừa 3 đường 3 thừa. Kinh bạch Thế Tôn, lúc này là rất thích hợp, sẽ vì chúng hội mà diễn giảng rộng về các pháp quan trọng, khiến cho những ai còn thuộc nghe sẽ hoàn toàn trước hết do dự. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo tôn giả Xá Lợi Phất: tôn giả hãy lắng nghe và kéo suy nghĩ, ghi nhớ, ta sẽ vì tôn giả mà mong mỏi nêu bày rõ. Tôn giả Xá Lợi Phất thưa: kinh bạch Thế Tôn, con xin lắng nghe. Đức Phật bảo tôn giả Xá Lợi Phất: về phương Tây Bắc, cái cỡ này hơn 100.000 ức hằng xa quốc độ, có cặp Phật tên là Sư Tử Khẩu. Đức Phật ở cõi ấy hiệu là Pháp Thành Tựu Như Lai Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, 10 tôn hiệu gồm đủ, hiện tại đang thuyết pháp. Nếu hành hóa của bậc đại thánh ấy, không chỗ nào là không đến khắp, các pháp của các vị Bồ Tát tẩy đều đầy đủ. Quốc độ đó luôn thanh tịnh, mọi uy nghi phép tắc đều hoàn bị, tạo mà hết sức lâu dài, không có 3 nẻo luân hồi xấu ác, luôn dường hương thơm của giới đức, đã tự đem lại an lạc, là dùng 5 phần pháp thân làm giới luật. Cõi cũng có ao tắm rộng lớn, trong lành thù tắng, hương thơm luôn sông toàn khắp ngại khắp chốn. Cõi Sư Tử Khẩu đó luôn tịch tĩnh vắng lặng, không có sỏi cát nhơ nhớp, cũng chẳng có núi sông vách đá, hình thể rộng rãi bằng phẳng. Eo tấm đồng lớn nước ấy đã sâu thẳm, mà nước rất trong lành. Hết thảy các vị thánh hiền đều tập hợp đông đủ nơi ao tấm đó để tận hưởng được sự an lạc toàn khiết. Trong ao có loài rồng, có đến 32 đầu, toàn đức vô lượng, theo thời mà tuôn mưa thấm nhuận khắp mọi thế giới. Nơi chính giữa ao rộng có một tòa cao làm bằng 7 thứ châu báu, cao rộng tới 1 ức do tuần. Các vị đạt quả thanh văn Bồ Tát thừa đã đi đến tòa ngồi vô úy 7 báu để dẫn nói về 32 nẻo hành hóa thù thắng đặc biệt của hàng Bồ Tát cùng các pháp 6 độ. 4 tâm vô lượng là những pháp không sanh diệt, thầy đều do sở nguyện từ đời trước nên được sinh ở thế giới ấy. Bây giờ Đức Thế Tôn vì tôn giả Xá Lợi Phất mà nói bài tụng
Thanh văn Bồ Tát thừa, công sức chẳng nghĩ bàn, ánh sáng chiếu khắp chốn, lại chẳng thấy tưởng danh, quốc độ rất thanh tịnh, tọa đạo tự an lạc, trọn lìa mọi ái dục, chánh pháp luôn tỏa sáng, đêm ngày siêng tu tập, hành thanh tịnh dứt nhiễm, chẳng thấy gốc tướng pháp, cùng nơi chốn chúa giấu, pháp tạng Phật thâm diệu, đạo quả nhằm giúp đời, nguyện từ trước nên đạt, được sinh nơi cõi ấy, hiện thắng quốc độ đó, diễn giảng pháp cam lộ, xua trừ mọi sâu ác, dứt sinh lão bệnh tử, tuyên giảng chánh pháp khắp, hóa độ người vô lượng, đưa về biển giải thoát, cõi nhiệt độ tịch nhiên. Đức Thế Tôn nói bài xong bài kệ này, bây giờ nơi toàn ngồi có đến 7 ức na thuộc chúng sinh, được nghe Đức Thế Lai Vị Tôn giả sẽ lại Phật thuyết giảng về các hành của Thanh Văn Bồ Tát Đại Thừa. Đối với những người này, vốn cầu quả Thanh Văn, đoạn trừ các thứ kết xử, và đó có sự chứng đạt, nơi được nghe bậc đại thánh thuyết giảng về các hành của hàng Thanh Văn Bồ Tát Đại Thừa. Nên thảy đều rời chỗ ngồi đứng dậy đến trước Đức Thế Tôn cũng kính đảnh lễ ngang chân Phật và thưa: Kính bạch Thế Tôn, chúng con nguyện được sinh vào quốc độ sư tử khẩu của Đức Như Lai pháp thành tựu, quý tu tập các hành thanh tịnh, chỉ mong đạt đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đức Phật nói: lành thay, này vị tộc tánh tử, các vị với tâm ý rộng mở lớn lao vô bờ như thế, nên mới có thể phát tâm thanh văn đại bồ tát ấy. Đạo quả đó tất nhiên sẽ thành tựu đúng theo sở nguyện, không hề hư dối. Lúc này các vị được nghe Đức Thế Tôn tỏ cái cho mình nên hết sức vui mừng, nên đi nhiều quanh chùa Phật ba vòng được cung kính đảnh lễ và trở lại chỗ ngồi. Bây giờ Tôn giả sẽ là phát thư với Đức Phật. Kính bạch Thế Tôn, hôm nay được nghe Đức Như Lai vô thượng chánh đại chánh giác đã thuyết giảng về ba đường ba thừa của hàng đại bồ tát, cũng là thuyết giảng về ba đường ba thừa của hàng bích chi Phật bồ tát, là thuyết giảng về hàng và thanh văn bồ tát thừa, nhưng chưa được nghe Đức Thế Tôn nói về thanh văn bồ tát bích chi Phật thừa. Kính mong Đức Thế Tôn diễn giảng rộng đúng lúc, khiến cho các vị nơi chúng hoàn toàn chức sạch hồ nghi. Đức Phật bảo Tôn giả Xá Lợi Phất: Tôn giả muốn được nghe nói về thanh văn Bồ Tát Bích Chi Phật thừa thì hãy cố gắng lắng nghe, ta sẽ nêu giảng rõ. Tôn giả Xá Lợi Phất thừa: Kính bạch Thế Tôn, con xin lắng nghe. Đức Phật nói: Này Tôn giả Xá Lợi Phất, về phương Tây Bắc cách xa cõi này 100 ức hàng xa quốc độ, có cõi Phật tên là Trú Độ. Đức Phật ở cõi ấy hiệu là Thanh Tịnh Quán Như Lai, vô thượng chánh đẳng chánh giác, mười tướng hiệu gồm đủ. Cõi Phật đó luôn thanh tịnh, không hề quên các pháp tổng trì, nếu hành hóa của chư Bồ Tát với các pháp chẳng thể nghĩ bàn, đủ hóa độ mọi chúng sinh cùng hướng về việc tu học đạo giải thoát. Các pháp luôn được phát huy, làm sáng tỏ đúng theo con đường hành hóa của bậc đại giác ngộ. Với những thần biến, thần túc biến hóa không hề bị trở ngại, vô đại cũng có ao tắm rộng lớn thanh tịnh trinh khiết, cây cảnh hoa trái tùm hương thơm sông tỏa ngào ngạt, trong ao lại có nhiều thứ hoa như hoa ưu bát liên, hoa cơ mô đầu, hoa ba đầu mâu, hoa phân là lợi, còn có những loại chim kỳ lạ với hàng chục hàng trăm loài đã cùng nhảy nhót hót vang, đem lại sự an vui cho cảnh ao tắm rộng lớn. Các vị đạt đạo quả thanh văn Bồ Tát Bích Chi Phật thừa thì đều được sinh ở quốc độ này, nơi chính giữa ao động kia có tòa cao làm bằng bảy thứ châu báu, cao rộng như cả một ức quốc độ, nhô lên trùm cả cõi chúng sinh. Cả những người phát tâm mong đạt quả thanh văn Bồ Tát Bích Chi Phật thừa cũng được sinh vào quốc độ đó. Bây giờ Đức Thế Tôn vị Tôn giả sẽ là Phật mà đọc bài tụng: Cõi trú độ thanh tịnh, chư thánh thảy phi vân tộc cùng thuyết giảng chánh pháp, biến hóa thật chẳng cùng. Như Lai thanh tịnh quán do nguyện gốc đạt được, điềm niệm chức tưởng khác giúp tu đạo vô thượng, dứt trừ gốc tối tâm, hào quang trí Phật hiện trong ngoài đều thanh tịnh. Do lại dứt lo ba độc, hết thảy mọi chúng sinh nghe pháp liền tỏ ngộ. Bồ Tát ba thừa đường, ba đường thừa không duyên sinh cõi ấy, bất chi ba đường thừa là cũng chẳng được sinh thanh văn bất chi thừa mới được sinh chỗ đó. Tôn giả Xá Lợi Phất, xem cõi thanh tịnh này, niệm hóa độ vô lượng ta chẳng thể đeo hết. Đức Thế Tôn nói xong bài kệ ấy, bây giờ là có số vô số trăm ngàn chúng sinh tự suy niệm rằng: Chúng ta do si mê lầm lạc nên bị đắm chìm trong cõi sinh tử, chẳng được nghe pháp lớn vô ý của Đức Như Lai, nên mới được nghe Đức Thế Tôn nêu giảng về quốc độ hết mực thanh tịnh, căn lành cũng đủ, chúng ta nguyện xin được về thế giới ấy.
Bây giờ, Đức Thế Tôn nhận biết tâm niệm hiện có của số đông chúng này. Để nói với chư thiên và chúng nhân rằng, các vị và đời sau này sẽ được sinh về quốc độ thanh tịnh ấy. Cùng trong một ngày, cùng một danh hiệu, thầy đều thành tựu đạo quả vô thượng Bồ Đề. Lúc này sau chúng sinh nghe Đức Phật tỏ ý cho mình, nên hết mực hoan hỷ chẳng thể tự kiềm chế, liền rời chỗ ngồi đứng dậy, cung kính đảnh lễ ngang chân Phật, để nhập quan chư Phật ba vòng, rồi trở lại chỗ ngồi. Bây giờ tôn giả sẽ là Phật thưa với Đức Phật, kính bạch Thế Tôn, con đã được nghe Đức Như Lai vô thượng chánh đại chánh giác thuyết giảng về ba đường ba thừa của hàng đại Bồ Tát, là thuyết giảng về ba đường ba thừa của hàng Bích Chi Phật Bồ Tát, cũng là được nghe nói về hàng Thanh Văn Bồ Tát thừa, Thanh Văn Bích Chi Phật thừa. Hết thảy các vị nơi chúng hội thể đều vui mừng tin tưởng. Này kính xin Đức Thế Tôn đều giảng về hàng Thanh Văn Bồ Tát, Thanh Văn thừa, khiến cho đại chúng ở đây thể được khai mở thông tỏ. Lúc này Đức Thế Tôn bảo tôn giả Xá Lợi Phất, tôn giả muốn được lãnh hội về hàng Thanh Văn Bồ Tát Thanh Văn Thừa thì hãy cố gắng lắng nghe và kéo suy nghĩ ghi nhớ, ta sẽ vì tôn giả mà mỗi phân biệt rõ. Tôn giả Xá Lợi Phất thưa, kính bạch Thế Tôn, con xin hết sức lắng nghe. Đức Phật bảo bảo tôn giả Xá Lợi Phất, về phương Tây Bắc cách đây đến những 84 hàng xa quốc độ có một cõi Phật tên là Vô Tận. Đức Phật ở trên ở thế giới ấy hiệu là Triệt Thánh Như Lai, do thượng trên đàn chánh giác, mười tôn hiệu gồm đủ. Quốc độ ấy luôn thanh tịnh, chúng sinh nhu hòa. Đức Như Lai Triệt Thánh đã dựa theo trí tuệ ba đời để dẫn dắt giáo hóa muôn loài. Các phép hành hóa của Bồ Tát không hề làm mất các phép tâm trì. Hết thảy chúng sinh thể cùng một ý phụng trì chánh pháp, còn đem lại sự an lạc. Vô thượng các pháp tam muội luôn được thành thực hành trong hiện tại, cũng như thực hiện các pháp quán của chư Phật luôn giữ đúng các điểm gốc quan trọng. Quốc độ đó cũng có ao tắm rộng lớn vi diệu không gì sánh kịp, là chốn được các bậc thánh hiền với lòng từ bi lớn lao cùng phân tập đến để vui thích tự tại. Chuyện pháp luân với các hành không hề thoái chuyển, khiến cho các vị Bồ Tát đã đều thành tựu được đạo quả. Cũng như những người phát tâm không thoái chuyển nửa chừng, tất cả thảy được sanh về nơi quốc độ vô tận ấy. Bây giờ, Đức Thế Tôn vị tôn giả sẽ là phát mà nói bài tụng. Cả vô tận thanh tịnh, ngay cõi nước Như Lai, do nguyện gốc đạt được, mọi tướng đều thành tựu, hết thảy chư thánh hiền, cùng hợp quốc độ ấy, các đức tự trang nghiêm. Giờ nói pháp vô thượng khai hóa cho muôn loài, về giải thoát cùng đạt nhập các pháp tam muội, mọi hành luôn cùng đủ, gốc từ vô số kiếp, phương tiện chẳng thôi nguyện, mười lực vô sở ấy, nên sinh cõi Phật đó. Thế Tôn mây từ phủ, thương xót khắp muôn người. Niệm tưởng không liền nguyện, chánh giác tự nhiên đạt. Cũng như ánh mặt trời tại chiếu đến vạn loại, nẻo hành từ Bồ Tát, đều cùng đội ân ích. Đức Thế Tôn nói xong bài kệ này, bây giờ có đến 13 ức chúng sinh tại đều phát tâm vô thượng, mà muốn được sinh vào quốc độ vô tận, để tu tập đạo quả thanh văn thừa, dốc lòng tu phạm hạnh vô thượng. Lúc này Đức Thế Tôn nhận biết tâm niệm của chúng sinh ở chúng hội, liền mỉm cười, từ miệng phát ra luồng hào quang năm sắc, quay bay vòng quanh chư Phật ba lượt rồi trở lại nhập vào, nên đã xuất phát. Bây giờ tôn giả sẽ là phát liền rồi chỗ ngồi đứng dậy, sửa lại y phục cho chỉnh tề, rồi đến trước Đức Phật quỳ mập chắp tay cung kính thưa, kính bạch Thế Tôn, Đức Thế Tôn không khi nào cười suông, con mong muốn được lãnh hội diệu ý ấy. Đức Phật bảo tôn giả sẽ là phát, tôn giả có trông thấy 13 ức na thuật chúng nhân ấy chăng? Tất cả các vị ấy về đời vị lai sau này, qua khỏi hiền kiếp này, đã cùng chung một nguyện sẽ được sinh vào quốc độ vô tận đó, tu tập các hạnh thanh tịnh và thành tựu đạo quả chánh đẳng chánh giác. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, nguyện đem công đức này hồi hướng với tất cả đệ tử và chúng sanh đều trở thành Phật đạo. Kinh Bồ Tát An Lạc quyển 10.